Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Giáp Thìn nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Nhâm Dần và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ mạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Giáp Thìn trong năm 2022. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn cũng vậy, họ thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Ngoài ra họ rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng người khác. Trong năm 2022, về địa chi, Thìn gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Về thiên can của các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm 2022, có giáp dương thủy, gặp nhâm dương thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong năm nay, gia chủ tuổi Giáp Thìn cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Tháng may mắn trong năm 2022 của các bác tuổi Giáp Thìn là tháng 11 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác sinh năm 1964 cho thấy, tuổi hợp của mệnh chủ là những người Mậu Thân 1988, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Thìn 1964, Nhâm Tý 1972 và Giáp Tý 1984. Trong năm 2022, các bác trai gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam mệnh. Sao Thái Dương chính là mặt trời, đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi, nảy lộc. Khi bị sao Thái Dương chiếu đến, sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Bên cạnh đó, trong năm còn thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6, tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Còn với bác gái tuổi Giáp Thìn thì trong năm 2022 bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu chủ về tai nạn, kiện tụng.
Khi bị sao này chiếu mệnh, nên đề phòng kẻ tiểu nhân, xa nọng, đưa đến bất an và buồn phiền. Ngoài ra, khi bị sao này chiếu mệnh, thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người có mệnh thổ cả nam và nữ, thường rất hợp với sao này. Đặc biệt, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Giáp Thìn hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Giáp Thìn trong năm 2022 cần cẩn trọng, chú ý trong tháng Canh Tuất, tức tháng 9 âm lịch, từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Giáp Thìn, và những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác Giáp Thìn không nên tiến hành những công việc quan trọng, trọng đại trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Giáp Thìn trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Đối với hầu hết các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, may mắn trong sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu các bác là người tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của các bác có thể còn tồi tệ hơn. Trong năm nay, môi trường thị trường không được tốt, công ty của các bác có thể có một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Ngoài ra, nếu các bác đang điều hành một doanh nghiệp, hợp tác với những người khác, các bác nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và phải tự mình kiểm tra các tài khoản. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Giáp Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Các bác tuổi Giáp Thìn năm 2022 nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc chưa thực sự như ý. Có điều nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, các bác sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, các bác Giáp Thìn sinh năm 1964 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong năm nay. Các bác nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách, không đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro. Không như vậy, khi các bác đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình. Các bác có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi trong thời gian này. Đặc biệt, thời gian này, thầy Gia Cát khuyến các bác tuổi Giáp Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các phần hạn, xua đuổi những hung tinh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho các bác. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ, tương trợ các bác tuổi Giáp Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn kinh doanh, đầu tư trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia nạo. Chuyện tình cảm của các bác tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Các bác tuổi Giáp Thìn nếu còn độc thân hoặc đơn thân trong thời gian này sẽ chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở, hái hức của mình. Các bác sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Tuy nhiên, với các bác tuổi Giáp Thìn đã có gia đình, trong thời gian này, các bác cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Bên cạnh đó, trong năm nay, gia đình của các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình.
Đặc biệt thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Giáp Thìn hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư về mặt sức khỏe, năm 2022 Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể hơi xấu. Một khi các bác bất cẩn, các bác có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, các bác nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu các bác có kế hoạch đi du lịch, đừng đi một mình. Nếu các bác đang đi ra nước ngoài, các bác nên hoãn lại. Nếu mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Ngoài ra các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Đặc biệt các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các bác Giáp Thìn sinh năm 1964. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Giáp Thìn trong năm 2022 theo 6 hạn để có thể hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Giáp Thìn trong năm nay gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể, bệnh này chủ yếu về các độ tinh thần, trí não, tâm lý, có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá. Bên cạnh đó còn có các cảm giác không được yên tâm, an toàn, nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm và thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Còn đối với các bác gái tuổi Giáp Thìn sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc là mạng vong. Theo đó hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt, những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương còn cho thấy hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không chữa trị cẩn thận, cũng gặp nguy hiểm và rất lâu mới khỏi bệnh. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần cần mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh, bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong này, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.